Đỗ Anh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2017. Clip này Đỗ Anh Luân xin trân trọng giới thiệu quý khách gần xa một số đôi tỳ hưu được làm trên liệu gỗ hương đỏ và gỗ cẩm lai. Toàn bộ được đục chạm hết sức là tinh xảo và liền khối, đục chạm thủ công hoàn toàn bằng tay. Và một số đôi kỳ liên mẫu tử thì rất quen thuộc với Đỗ Anh Luân chúng tôi rồi, đã làm rất là nhiều, cho ra rất là nhiều những cái sản phẩm kỳ liên mẫu tử như thế này. Hiện tại chúng tôi đang sản xuất rất là nhiều, quý khách có nhu cầu muốn sử dụng hay muốn kỳ lân mẫu tử hay là còn gọi là kỳ lân chiêu tài hút lộc, mang đầu năm về dương lộc của nhà ấy, liên hệ trực tiếp với đối với chúng tôi tại hai cơ sở Hà Nội và Hải Phòng để sở hữu những cái linh vật phong thủy rất là linh thiêng như này, đầu năm mua về để chiêu tài hút lộc rất là ý nghĩa. Trên mình quý vị đang xem là chúng tôi đang quay 5 đôi kỳ tỳ hưu được làm chất liệu gỗ hương đỏ và gỗ cẩm lai, toàn bộ vẫn đang để nguyên mộc. Những đôi này rất là phù hợp cho những gia đình để trước bàn thần tài hoặc là bàn làm việc hoặc là trên két sắt. Nó kích thước là ngang 30, là cao từ dưới mặt đất lên là 27 và rộng là 12 phân. Toàn bộ là cái đôi kích thước của những đôi kỳ hưu này là đều kích thước như vậy, ngang 30 và sâu 12 và cao là 27 phân, và có duy nhất một đôi này là bằng gỗ cẩm lai, toàn bộ cẩm lai nào hết. Đây là khi chúng tôi vẫn đang để mọc, khi hoàn thiện lên đánh xi thì rất là đẹp, vân gỗ đổi rất đẹp. Tay tôi đang cầm lên là bằng gỗ cẩm lai, ghi chữ cẩm lai bên trên đây rồi, đây chỉ có một đôi gỗ cẩm lai duy nhất. Cẩm lai nào hết. Những đôi còn lại là bằng gỗ hương, tôi đã đánh số từ 1 đến 4. Đôi số 1 là để bên dưới đây, tay tôi cầm đây. Quý khách có nhu cầu muốn sở hữu những cặp kỳ tỳ lân phong thủy này liên hệ trực tiếp với Đỗ Anh Luân. Tôi đã đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Và trên mình quý vị đang xem là những đôi kỳ lân mẫu tử chiêu tài hút lộc. Con mẹ cõng con đây gọi là kỳ lân mẫu tử, rất là ý nghĩa và dùng để chiêu tài hút lộc. Những linh vật phong thủy rất là ý nghĩa và toàn bộ là những túi tỳ hưu này chúng tôi đục chạm liền khối, không ghép, toàn bộ liền khối. Và cái đế là chúng tôi ghép, đế là chúng tôi làm riêng, và toàn bộ là cái phần thân là liền khối hết. Khách muốn sở hữu những đôi kỳ lân màu sẫm hoặc màu nhạt thì liên hệ trực tiếp với Đỗ Anh Luân chúng tôi, bởi vì đều là chất liệu gỗ hương cả, nhưng có cây chất gỗ màu sẫm, có cây chất gỗ màu nhạt, đều được đục chạm hết sức là tinh xảo. Những đôi này chúng tôi vẫn đang để nguyên mộc, khách có thể mua về để chơi mộc thì nó có mùi thơm, hoặc là hoàn thiện bánh xi, giá rất là hợp lý. Khách có muốn sở hữu những cái sản phẩm linh vật phong thủy này, anh nhìn lại trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Chúng tôi sẽ vận chuyển trên toàn quốc. Video clip quý vị đã xem được Đỗ Anh Luân chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Quý khách có thể liên hệ tại hai cơ sở là Hà Nội và Hải Phòng. Tại Hà Nội chúng tôi là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hải Phòng. Xin lỗi quý khách, ở cơ sở 1 là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đây là đang tại cửa hàng của chúng tôi, cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, hai nhà. Tại đây chúng tôi có rất nhiều các mặt hàng để cho quý khách lựa chọn.
bàn ghế giường tủ từ những các cái đồ trang trí rất là nhiều. Vật phong thủy này đục chạm hết sức là tinh xảo. Tôi xin kính chào khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau. Thank you.